đi qua bậc bờ đê luôn nè, không biết qua bờ đê nổi không nữa. Chiếc trước lên bờ rồi đó. Rồi tới anh đằng sau nè. Cái sau lên chàng ai à? Kéo dài vô ngang đường mương nữa nè, không biết qua nào chứ không nữa. Đường qua mương luôn, đúng rồi. Chiếc sao lên đường hương luôn. Rồi lên dốc luôn nè mấy bạn. Lên dốc không nổi mà kéo lên nữa nè nha. Bao dây là mới kéo lên dốc nổi. Rồi kéo vô tới đó rồi cái này lên trước cho xà thòng dây xuống cái này đưa quẹo ngang cái cua rồi đưa vô tới bờ, không biết máy này lên dốc nổi không nữa. Rồi một người chạy người lăn bánh tiếp nè nghe các bạn, chia hết bài luôn rồi. Cái bánh bị yếu rồi, vừa chạy mà vừa lăn tiếp nữa. Mẻ găng luôn các bạn ơi, hư hết bên đùi rồi. Ngồi lên bờ luôn rồi. Chạy mẻ găng kêu gắt gắt luôn rồi, xuống kẹt đem về nhà sửa luôn.
quay đầu gạch xuống kẹt luôn nè. Cái bánh bị yếu không biết xuống sao nữa. Người ve lại là nó bật nữa nè. Một người bờ đầu đẩy tiếp nữa. Quá wow, nhõng bên đầu rồi. Nhõng luôn rồi. Hồi hộp quá, cái bánh có một bánh chạy, còn bánh không chạy nữa nè. Xuống mới ác hết trơn. Trước cái chẹt là cho ngay cái máy rồi ông bạn ơi. Rồi sửa lại chúng tiếp tục nào. Và xử lý của anh quá tài tình luôn. Nhẫn đầu luôn. Quá nguy hiểm rồi. Tràn rồi tới sao tắt không được luôn rồi. Rồi có bên chẹt một thằng yên có tiền rồi, rồi tắt máy an toàn luôn. Bị mẻ đùi vậy mới. Ê, ghê quá. Quá ghê, sửa là chút đỉnh. À, chạy lần sau luôn. Chạy tốt lần sau. Cái mẻ đồ trái 14 rồi mấy bạn ơi. Xuống tới lần sau luôn rồi. Đậu nguyên tiền con bên rồi. Rồi xong gần một em ở không luôn mấy bạn ơi. Rồi xong rồi đó mấy bạn ơi. Chào mấy bạn thấy hay đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào.